Wait a minute! Who are you? Đi đâu? Cái gì đấy, hello mọi người, chúc mọi người một thứ năm vui vẻ. Anh đúng cô. Khổ quá, đây để tôi kể cho các ông, hôm nay tôi vừa đi cắt tóc. Với cả tôi nhuộm lại tóc. Thì đây nhá, lúc đầu đúng không? Lúc đầu là tôi định để một cái kiểu, nói chung là mùi can nó dài dài một tí. Tại vì tôi biết là để gần mùa hè gần đến rồi. Đúng không? Đấy, ví dụ tôi định để một cái kiểu nào mà nó kiểu hơi khỏe một tí đấy, ví dụ như kiểu này này, đấy. Hơi dài một tí. Thế sau khi, đấy là lúc đầu tôi muốn thôi. Còn sau khi anh Phong kiểu cầm vào tóc tôi ấy, bảo ôi em ơi, tóc em nó đứt còn đúng một đoạn đấy thôi này. Không, thực ra là anh Thắng, không phải là anh Phong. Anh Thắng là anh hay cắt cho anh Ben, với cả hình như đấy, có hai người đấy thôi. Tại anh Thắng thì nói chung là như kiểu làm thợ rất là xuất sắc của anh Phong, bên anh Phong đúng không? Thế anh cầm vào cái tóc của tôi. Thế anh bảo là ôi còn ngắn như thế này, thế bây giờ mình thế tôi hỏi anh ấy, thế bây giờ nhuộm trước hả, cắt trước hả anh? Bảo bây giờ nhuộm trước xong rồi cắt em nhá. Bảo ok, nhuộm trước xong rồi cắt đúng anh? Thế là bảo ok, thế bây giờ nhuộm trước xong cắt cho em. Thế anh cầm vào đầu, thế bây giờ anh chỉ tỉa qua một tí thôi nhá. Tỉa qua một tí xong rồi để nhuộm em nhá. Bảo ok. Cầm cái tông đơm. Xoẹt. Tóc tôi có đúng gần này không ạ? Thế tôi nhìn em mới bảo chứ. Anh ơi, sao anh bảo cắt đúng một tí để nhuộm tóc mà sao bây giờ đầu em còn mỗi thế này? Em ơi, bây giờ em nhìn cái sợi tóc của em ở đây không? Bây giờ nó đứt, nó còn mỗi gần này thôi. Bây giờ mà muốn mà để đẹp đúng không em? Tức là bây giờ cắt tóc nó phải ngắn bằng cái đoạn tóc đứt này. Còn nếu mà bây giờ cắt mấy cái kiểu khác đúng không? Thì tóc nó sẽ bị đoạn ngắn đoạn dài, trông nó rất là kinh. Gáy thì chắc chắn là phải cắt rồi, vì gáy tôi cũng đứt. Thế là ông ấy xoẹt phát. Giống anh Ben á, thì thực ra là cái kiểu nói thật là đẹp mà chiến video mặt thường. Thực ra là cái kiểu mohican ngắn này mà tôi lại còn nhuộm đúng màu, nó kiểu hơi trắng đầu ấy. Thì cũng là giống anh Ben mà cái ông mà kẻ cho tôi ba đường ở trên đầu này là thợ cắt cho anh Ben chứ lại. Vừa là thợ nhuộm luôn. Trời ơi, như kiểu là các bạn đi phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Mà là chung một bác sĩ ấy, tức là hai khuôn mặt lại giống nhau ấy. Thế ông cầm đúng cái tóc đó, phát ba đầu cái tóc tôi có đúng một tí như thế này được không ạ? Thì cái gì cơ? Tóc này lấy bột xương ấn chuột phải lên đầu là mọc dài lại á, còn mẹ à mà có mọc cái cứt ý. Cày thế nhở? Anh Ben đeo kính đi á. Anh Ben không, anh Ben phải, hình như anh Ben phải đeo kính xám. Tôi làm gì có kính xám? Tôi có kính đen thôi hoặc là kính dâm thôi. Đeo kính lên xem có giống anh Ben không á. Để tôi thử. Không, nhưng mà không giống không? Thực ra kiểu ví dụ cái phết này của tôi nó cũng hơi khác một tí, mà anh Ben đợt trước cắt là kiểu ngắn hơn, còn đợt trước nữa thì anh Ben để dài hơn. Còn trông chả giống anh Ben gì cả. Anh Ben phải đeo kính trắng thôi. Trời đất ơi, đúng mà cùng một lò của anh Thắng ra, anh Thắng xoẹt cho đúng ba đường đầu. Tự nhiên tôi nhìn bảo tôi chết mẹ, giống anh Ben phải lên thế. Không phải làm sao không ạ? Anh tắt thử cam xem có đẹp không á. Để tôi thử xem các bạn có thấy đẹp không nhá. Em không các bạn? Đúng không các bạn? Đẹp không? À đẹp à? Thế thôi vậy, thế tôi tắt cam vậy. Trời ơi, cay vậy. Tắt cam quá mấy phút là bị Nemo ban đấy. Trời ơi, lại mấy hôm tới lại không stream được, cái chết người. Ơ kìa. Tắt vậy đi đẹp á. Thôi thì bây giờ là kiểu tóc nó hơi ngắn ấy, là nó hơi ngố. Thôi để bao giờ nó mọc dài ra tí. Tôi muốn cái mái này của tôi nó phải mọc dài ra tí đến đây là chứ. Bây giờ đầu tôi trông ngắn vãi lìn. Anh Phong cắt xong anh còn nhìn tôi, ui trông thằng cu em chuyển này. Em đẹp kiểu Phil Foden đó. Đẹp mà ảm trông cứ như là Phil đẹp Nguyễn đấy nhở. Đã bảo là rồi, chiều anh Phong bảo là tóc của tôi giống Phil Foden white hair. Đấy. Đấy. Đấy mà. Chiều anh Phong bảo là chẳng qua là thằng Phil Foden nó phết cao lên thôi, chứ tóc của em bây giờ trông không quá là Phil Foden, trông em như Phil Đẹp Nguyễn luôn. Mà trông đẹp sông lắm nhỉ. Con mẹ ảo thật đấy. Giống Phil Foden tí nào luôn đấy. Đúng mẹ mặt đẹp dai. Anh Phong mà đúng thì khéo nịnh. Cay thế nhở. Bảo tóc em như Phil Foden. Gọi hỏi nhận xét á. Lại nhận xét ảo thật đấy. Thật sự đây để gọi thử hỏi Bim xem mà tóc của mình như nào. Hỏi luôn cho nó lắm à. Xem em gái là đánh giá mà có tóc của mình như nào. Thử xem mát cơ không nhỉ.
hỏi hết một lượt hỏi xem tóc như nào nhỉ. Alo. Cái gì? Tóc được không? Lắm luôn, em tưởng kiểu em nghe mẹ miêu tả em đã nghĩ là thôi chắc cũng không đến nỗi nào đâu, nhưng mà cũng là xấu thật. Ô kìa mẹ, trông như Phil Foden thế này mà xấu là như nào nhỉ? Hả? Không giống Phil Foden à? Em bim lên sử xuất cầu thủ Phil Foden của Man City xem có giống không? Sao lại bảo xấu lắm luôn là như nào? Mà người ta đẹp trai. À! Này nhá, chúng ta cùng chung một loại gen, cùng chung một loại DNA. Nếu như mà chê anh nhau xấu thì chứng tỏ là người còn lại cũng giấu luôn. Cái gì cơ? Không, anh gen lại, em gen trội, bố mẹ đẹp, mẹ đẹp. Bố mẹ đều đẹp, em đẹp, anh xấu, anh gen trội. À nhầm, anh gen lặn rồi. Thằng này lớp 10 lớn lên là mồm đi chơi là hơi xa ấy chứ nhỉ. Thế là không được à? Thế để tóc ngắn hay không ngày xưa thì Bim bảo là tóc dài của anh chồng. Thế bây giờ tóc ngắn này không thấy không được à? Không được ở điểm nào để mai đi sửa này. Nói luôn. Cái mặt không được đấy. Tóc đẹp sửa thì nó cũng thế thôi. Thế sửa kiểu gì? Biết. Ôi giời ơi. Xấu là biết làm sao, sống với cái mặt thế thôi. Thôi, nói vậy chiều ơi, biết sao giờ? Nói vậy vâng. Chiều ơi, biết sao giờ? Thôi, làm gì làm đi nhá. Không hiểu luôn. Nào, thật đấy. Đấu vô cùng. Cái gì con? Đấu vô cùng. Hay thế nhở? Nào, thật đấy. Tôi thử gọi anh Ben rồi, xem anh Ben có trả lời không? Thế anh Ben có đang rảnh không? Thì Ben đánh giá về quả mặt này như nào? Đấy. Chú Chip á? Đâu, chú Chip bảo gì ạ? À hay gọi là chú nhở? Alo chú à? Chào đây. Chú ơi, con mới cắt tóc chú đánh giá mấy điểm hả chú? Mẹ 2 điểm. Ô kìa. Sao thấp đây như vậy chú? Trời ơi. Thề. Ai? Để thử gọi Hà Béo. Alo bạn à? Ok lại là chú à? Không chú... Cái gì con? Cái gì? Bạn nói lại coi. Sao lại như? Cái gì con? Tự nhiên Hà nhắn này. Nhìn vẫn không mất đi vẻ đẹp trai, chắc hơi ngắn thôi nhưng vẫn ok, không đến mức xấu. Nói tóm lại là ý bạn bảo tôi trông nhận vẫn như lờ đúng không? Cũng đẹp mà anh. Đấy nhá, cộng một respect nhá, cộng một respect nhá. Yêu bạn moa moa nhá. Rớt nước mắt. À cái này thì buồn này. Nhìn cháy đông anh. 2 cộng một respect nhá. Sad boy. À cũng hơi sad thật. What the fuck anh đẹp mà. Thì chứng tỏ là người ta khen hay người ta chê nhở? Người ta khen hay người ta chê nhở? Mau fuck. Chứng tỏ là mau fuck vì đẹp quá. Đấy, chắc chắn là vì đẹp quá nên người ta mới mau fuck. Đúng không? Mình chia tay nhé người em đã từng yêu. Ơ kìa, để tóc này là đòi chia tay luôn là như nào nhỉ? Giang ơi, em không đồng ý đâu nhá. Em mới cắt quả tóc thì em phải kiểu tích lại gần hơn ấy. Em lại bảo mình chia tay nhé là như nào nhỉ? Chê thế nhở? Điêu. Ôi giời ơi. Gì vậy anh yêu? À chứng tỏ là đẹp quá, gì vậy anh yêu? Đấy, đẹp quá, gì vậy anh yêu? Ơ kìa, sao lại ba dấu hỏi chấm là như nào nhỉ? Gì vậy đang ẹp trai mà. Ơ kìa. Ảo thật đấy. Sao lại ôi trời? Sao lại what the fuck bro? Sao lại thôi cắt poster đây? Sao lại đâu hết bao giờ? Sao lại sao anh xấu thế? Trời ơi. Okay. Anh bị chẩu à? Vừa trên tháng 3 anh đẹp trai, hát hay quá. Tháng 4 anh bị chẩu à? Tháng 6 sao anh xấu thế? Trời ơi, nó là cái timeline kiểu gì thế này? Timeline kiểu gì đây à, Kiều Bạch? Sao càng ngày em lại càng có một cái nhìn kiểu đi xuống với anh vậy, Kiều Bạch? Thế là không được. Tháng 3 em khen anh đẹp trai hát hay. Tháng 4 em bảo anh bị chẩu. Tháng 6 anh lại bảo anh sao anh xấu thế. Thế không hiểu kiểu gì. Buồn ấm mì. Ảo thật đấy. Đấy, nó theo đúng cái timeline này. Tháng 3 anh đẹp trai hát hay. Tháng 4 anh bị chẩu. Tháng 6 sao anh xấu thế. Em vẫn yêu anh mà. Cộng một respect liền. Cho em hỏi pháp danh của đại ca là gì? Thích các em. Trên Nemo.tv gạch chào đẹp 18h45. Đấy. Thích stream. Đẹp trai của anh á. Bịt mặt thề. Thằng này xứng đáng rồi mà. Tao lấy info là về là mod. Hiểu chưa? Hè rồi đi cắt cua cho mát á. Ở thì mát thật mà. Trời ơi.
Gì vậy anh á? Ờ kìa, gì vậy anh? Đẹp thế mà sời đấy. Chấp bại một người nó vẫn có người khen mà. Vẫn có người nhìn mặt à, kiểu ra vẻ đẹp à. Chạy gì vậy anh trai? Không có tóc vẫn đẹp trai. Ôi trời ơi, châu ơi, châu khéo mồm khéo miệng thế nào. 10 em đánh giá âm 10 nhé. Ồ kìa, lưu bên cho em độc ác với anh vậy. Lúc đầu tưởng anh cạo đầu không á. Ờ kìa, anh có cạo đầu đâu. Sao lại quỷ đã nhập vào Dũng? Trời ơi, Dũng ơi, hết hồn luôn. Phải chăng anh chính là một sad boy ấy? Ừ, gần giống ấy. Đào Huy nào, xuống tóc của anh đúng rồi em, chính xác rồi. Sạo lờ ghép vai cái bìu. Xin tên group vào xem phát nào. Cái gì đây? Đẹp rep em cái, donate cho Talon không thích. Hu hu, đờ mờ anh, rep cái cho vui, donate con Talon. Đờ, FF, đẹp ơi. Kiên nắn, dần dập thế, tối anh rep hết tất cả mọi người nhá. Cắt bỏ đuôi đi cho đỡ trẻ trâu anh ơi á. Thì anh bỏ rồi còn gì nữa. Anh có để đâu. Cái gì đây? Đờ cờ mờ ăn no thừa calo à, không làm gì đi đi cạo đầu à. Đờ cờ mờ đang đẹp trai. Ok. Tổng thời gian là tôi phải nghe lại. Mũi cao quá. Ừ, khen. Em mách anh độ. Anh là chị Miu. Cú chim sáo, môi anh dày dữ vậy. Tặng em, tặng em. Em trai thẳng từ khi xem like của anh. Em yêu anh rồi, con voi này đẹp trai quá. Baby người yêu. Người yêu em, anh đẹp ơi, đẹp trai. Ây da, đẹp trai. Chả được cái tích sự gì được một cái đẹp trai. Tháng 10 2021, tháng 6 2022, đi có mẹ ăn no thừa calo, không làm gì đi cạo đầu à, đang đẹp trai. Đúng quá, mà ý là như nào nhỉ? Tháng mới tháng 4 khen mũi cao xong, thế là như nào nhỉ? Hảo thật đấy. Gần năm ngoái còn chả được cái tích sự gì, có mỗi đẹp trai, năm nay nó thay lòng đổi dạng rồi là như nào ấy nhỉ? Hảo thật đấy. Quá bùm. Anh à, chả anh thì ai. Ẩu rồi, sẽ là ẩu. Mau fuck gì ra anh, thế là quá đẹp trai. Đúng không? Đẹp mà anh trai, đấy. Thực ra anh sẽ lấy câu nói của tháng 3 của em. Nói chung là từ tháng 3, mọi người từ tháng 3 mới up cái ảnh gì mà mọi người khen nhở. Sao lại cái gì đấy mà lại còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 chữ y thế này. Trời đất ơi. Cái gì đây? Là sao nhở Tiên nhở? Anh không hiểu ý của em lắm. Ý là bây giờ đã vô tích sự á. Ok ạ. Gì dị chùi. Ok ạ. OMG, cắt cái tóc đúng của em luôn chồng đẹp ơi. Mãi yêu. Cái gì ạ? Đâu đây, anh ra. Oh my god, cắt cái tóc đúng gu em luôn chồng đẹp ơi. Tuyền ơi, thể canh chát dạo này của anh hơi thiếu mót thế sao Tuyền ạ. Trời ơi, nhưng mà Tuyền là Tuyền nữ đúng không? Chứ không phải Tuyền giống anh Tuyền văn hóa đúng không? Cảm ơn Tuyền nha. Trời ơi, fan bê tông có tép điểm 10 cho sự nỗ lực. Sẽ thuê là thế nào nhỉ? Vãi bìu. Cái này vãi bìu nhỉ? Ôi, ấn ra mà inbox mà như này không nhỉ? Chết người đấy. Ý thì đi to. Ý thì lộ ra cái tin nhắn công việc. Đâu nhỉ? Sao F5 lại có nhiều thế này? Trời đất ơi, sao F5 lại có nhiều thế nhỉ? Cái gì đấy? MCK Shopee là nào nhỉ? Ok, vẩy nhanh lắm không? Eo ôi, vẫn đẹp trai nhỉ? Trời ơi, tâm đúng là 10 điểm! Ok, cái gì đây? Mau! Hết nước chấm! Ui dồi ôi, Linh ơi! Linh đúng là một người phụ nữ tuyệt vời! Linh có, thật là một người có tâm nhìn! Cảm ơn Linh nhá! Ủa, ai dọn? Xinh anh trai! Ui dồi, Dương ơi! Thề! Dương ơi! Dương khéo thế nhở, em nói thật nhớ xuống tóc. Nhìn anh trưởng thành boy, mãi ủng hộ anh yêu, donate em 5 lúc. À, nào nhỉ? Đồng chí này là hơi thẳng thắn nhá. Ảo thật đấy. À, sởi thế, như boy thế này, thề không hiểu tại sao. Ê, tuyệt nghiệp, ok á. Sẽ thuê lộ là lộ thế nào nhỉ? Không hề thuê. Check padding group xem nào. Nói thôi chứ nói chung là mình cũng có feedback rồi. Nói chung là quanh đi quẩn lại tóc tôi vẫn như cái đầu buồi. Ok á. Ui. Mẹ, có khi tôi cũng phải đi xăm cái quả đôi cánh ở đằng sau này. Nó giống anh Giai tin bài bờ hay sao. Chứ tháng 11 là chúng mình gặp nhau là anh em mình làm kiểu ảnh đôi chứ. Em trông là có y đúc ấy. Ông mướn về trong ông y đúc ấy. Trông ở đó ông giống giống nhau đấy.
Ô kìa. Vừa rep cái gì này? Đá chị Thỏ Ngọc tỉnh ra. Không được. Nhấc máy đi. Để bảo trông mình giống cái nồi cơm thiu như thế mà. Alo. 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 Bello. Tổng đài chị Thỏ Ngọc nghe rõ trả lời. Alo. Này. Chào em. Chị ơi cho em hỏi là em. Dạ. Chị có thể giúp gì được cho em nhỉ? Dạ vâng, thưa chị là nãy em có gọi điện lên tổng đài ấy. Và em có hỏi tổng đài bên mình hỗ trợ cho em một cái là hỗ trợ đánh giá là xem mái tóc của em như thế nào, thì em có nhận được một cái thư ở trong hòm thư phản hồi của em là trông như cái nồi cơm thiu, thì em không hiểu là tổng đài bên mình có dịch vụ đánh giá kiểu gì mà xúc phạm đến người ta như vậy ạ. Ví dụ là tổng đài không thích thì tổng đài có thể gọi là dùng cái từ gì nó nhẹ nhàng hơn xíu được không ạ? Chứ có thể giải thích cho em tại sao tổng đài phản hồi như thế được không ạ? Ừ, thực ra thì cái mái tóc của em ấy, bây giờ chị là em làm cái tóc gì em cũng sẽ bị chê thôi. Nhưng mà đặc biệt lần này ấy, chị có cảm giác như kiểu là bao nhiêu cái sự bức xúc, buồn bực, đau khổ, tổn thương, những cái sự cô đơn, đơn côi lẻ bóng, đơn độc các kiểu nó dồn hết lên cái mái tóc của em ấy. Khi mà nhìn vào cái mái tóc của em ấy, người ta có cảm giác như kiểu là người ta cảm thấy quá là buồn chán, rất là chán nản, rất là đau khổ. Em biết cái nồi cơm thiêu không? Nhìn nồi cơm thiêu thì đâu ai muốn ăn đâu, đúng không? Thế thì nhìn cái mái tóc của em đấy, chị bảo như cái nồi cơm thiêu, tức là nhìn như thế này thì còn ế dài. Đấy, theo chị là như thế. Chị ơi, cơm thiêu nó phải kiểu quá đen, trông nó bẩn bẩn, trông nó thúi thúi nào em. Tóc tai tử tế, gội đầu thơm tho sạch sẽ, màu trông phần sáng sủa như này. Chị bạn ví em cái nồi cơm thiêu là như nào nhỉ chị nhỉ? Không, nhưng mà chị, cái mái tóc của em ấy rất là phù hợp để em đi lên trên trên phố cổ ấy. Vâng. Đi trái phố ấy, đừng đội mũ bảo hiểm nhá. À không phải đội mũ. Ý chị bảo em chẩu đúng không ạ? Không, chị không bảo em chẩu. Thế nên sao chị bảo em lên trái phố nhỉ? Không, trông nó rất là chói em ạ. Đẹp trai ấy, trông giống mấy anh kiểu áo cáo trồn ấy. Em mà làm thêm vài cái hình xăm trên người nữa, chị đảm bảo ai cũng phải khiếp sợ em luôn. Ủa kìa chị, để so sánh em như thế, nói thật với công chị, công việc của em là live stream, em chỉ ngồi nhà, em lành tính như gì, em chỉ chơi điện tử thôi mà chị để ví em lên phố cổ đua xe là sao? Thế là chung quy là từ thang điểm từ 1 đến 10 là chị chấm mấy điểm? Từ 1 đến 10 đúng không? Đúng chị! Chị cho em âm 5 điểm. Rồi tóc em dài ra thì nói chuyện tiếp, ok. Ủa kìa, từ 1 đến 10 làm gì có cái nào gọi là âm 5 nhỉ? Chị có học, ngày xưa chị đi học chị có học về cái thứ gọi là số nguyên tố không? Không em ạ, tại vì là nó... Chị biết số dương, số âm nó khác nhau như nào không? Nó ở cái mức mà nó không thể nổi lên được ấy, nó bị chìm ấy. Nó bị chìm xuống đáy lại dương ấy em. À. Nó ở cái mức không chứ đừng nói đến cái mức dương em ạ. Uầy. Chị như khảo cổ học nhỉ, chị biết rõ đấy, nhưng mà chị ơi, em cần một cái lời nhận xét nó khách quan hơn, tại vì từ số 1 đến số 10 không có số nào là âm 5 ạ. Nếu mà bây giờ okay, chị chỉ được chọn một con số từ 1 đến 10 thì chị chọn số mấy để chấm điểm cho quả đầu của em ạ? Từ 1 đến 10 á? Đúng rồi. Số tự nhiên chứ, nhầm. Nói chung là nếu mà từ 1 đến 10 ấy, vâng, cảm thấy bản thân chị lừa dối bản thân chị không được em ạ. Chị nghĩ là không thể chấm điểm cái tóc của em bây giờ thế này đi. Không em bây giờ nếu em có bạn bè gì xung quanh em ấy, có những ai mà thân thiết với em mà em có coi là gia đình ấy, giờ em hỏi người ta là bây giờ các bạn wow, cho tôi điểm, bố mẹ cho con mấy điểm, anh chị cho em mấy điểm. Thật sự là nãy em gọi cho gia đình người thân em ai cũng bảo 10 điểm ạ. Chị là người đầu tiên chê em ạ. Em phải nói thật với chị. Ai cũng bảo là 10 điểm á. Vâng, ok, đây em gọi nhá. Em gọi mẹ em nhá, em gọi em gọi anh em, bạn bè em, đồng nghiệp em nhá. Idol của em nhá, ai cũng khen em 10 điểm. Wow, trông anh như là Justin Bieber vào những năm gọi là 2016 vậy. Nếu mà bây giờ chị cho em 1 điểm ấy, thì chị cảm thấy là điểm 1 ấy nó quá là cao luôn. Cao một cách kinh khủng luôn. Cái mái tóc này không thể được 1 điểm được. À, hiểu rồi. Có phải là tóc của em được chấm trên thang điểm 10.000 đúng không? Thế thì chị sẽ cho em 10 điểm. 10 chia 10.000 là em đứng ở cái chỗ nào cứ nhỉ? Sao chị khắt khe thế? Thế bây giờ tóc phải như nào thì mới 10 điểm hả chị? Tóc phải như nào á? Vâng. Nếu mà bây giờ em cạo xong chị cho em 10 điểm luôn. 10 cộng luôn, 5 cộng luôn. Cạo xong.
Thạo chọc luôn à, thế thì chị không nghĩ đến tương lai của em bây giờ, đầu của em bây giờ em phải mang cái mặt này của em lên 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 công việc, bây giờ em cạo chọc đầu đi, đầu của em bóng bóng như ông sư thầy đấy thì ai nhìn em nữa hả chị? Trời ơi. Nghĩ là nếu em cạo chọc thì mọi người sẽ ủng hộ em nhiều hơn đấy. Thì đến từ tương lai mà, vũ trụ gửi tín hiệu. Sao chị hiểu rõ mọi người muốn như nào thế? Chị là mọi người à? Chị như đi uốc trong bụng mọi người ấy nhỉ? Không, đi uốc trong bụng mọi người nhưng mà chị thay tiếng lòng của mọi người. À, thay tiếng lòng luôn à? Thế để từ từ em có hỏi mọi người xem có thật không á? Có đúng không? Có đúng không? Có không? Có đúng không? Có phải là người ta thay lòng các ông nói với tôi những điều này không? Uầy, cái mọi người bảo sai hết chị ạ. Không ai bảo đúng luôn. Em thề. Thế à? Vâng, sai, quá sai. Ui, nếu mà em được chấm điểm em cho anh điểm 10. Ui, anh đẹp trai quá, tóc này quá hợp với anh. Ui, sai, không đồng ý với chị Thảo Ngọc. Đấy. Thôi, chị nghĩ ấy, là lần sau em nhuộm tóc ấy thì em nhuộm cái thuốc gì nó nhẹ nhàng thôi, đừng để nó ngấm vào chân tóc, xong rồi nó ngấm vào đầu. Anh dòng hiền nhiên trong dòng trôi qua. Nó bị ảnh hưởng đến cái thính giác của mình, thị giác của mình, nhìn đúng thành sai. Đấy, chị nghĩ thế. Thế nên là lần sau nhuộm màu gì thì nhuộm cho nó gọi là nhuộm ít thôi, đừng nhuộm vào chân tóc nhá. Ý chị bảo em vừa xấu bây giờ lại còn mù nữa đúng không chị? Lại còn bị thần kinh. Chị không biết nhưng mà chị nghĩ là chị đã thay mọi người nói lên cái tiếng lòng của chị. Đấy là ý kiến của chị, còn em sẽ... Rồi, xấu, mù, thần kinh. Rồi, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Gì thế này? Em... Em là 5 lốp x100 nhá. Sẽ 5 lốp x100 tư vấn thế em 5 lốp à? 500 đồng em còn không cho. Em thề. Khi mà em đã xác định gọi lên tổng đài rồi thì em phải xác định. Em lại có tuyệt vọng như thế được nhỉ? Không, 5... Thì bây giờ 5 lốp được không? Thôi, 5 lốp không cho đâu. 500 đồng không được. 5 triệu cho nhá. Cảm ơn chị nhiều. À, 50 triệu quá. Ôi trời, chị nằm đấy mà mơ. Thì thôi. Ta chưa có để chị em gì, bạn bè. Ok chị. Ôi, thì cảm ơn chị tổng đài Thỏ Ngọc đã dành ra thời gian tâm sự với em. Sau khi tâm sự với chị thì em thấy cuộc đời của em vẫn rất là đen tối. Cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Cảm ơn vẫn mất tiền em ạ. Ơ? Gì đây? Nãy em bảo chị 5 triệu vàng mã, bây giờ chị có đòi 5 lốp tiền thật thì tiền đâu ra? Đã em đã bảo chị là hôm em bị móc ví chưa? Rồi, nghèo rất thế này. Được cái nồi cơm thiêu ấy, cho nên là chị để tính nếu mà ngày mai em cạo chọc thì sẽ xóa nợ cho em nhá, để cái mái tóc mới của em nó mọc lên em đừng dại dột như thế nữa nhá. Vâng, rồi em cảm ơn chị. Em chào chị. Em sẽ cố gắng tiếp thu và đào thải ý kiến của chị sau nhá. Em cảm ơn chị. Ok, em chào chị. Vâng, cảm ơn chị. Không lấy được một tí tư vấn nào hết. Cày đó rồi, thề không hiểu kiểu gì luôn. Gì đây? Tối mà nhìn tôi thấy anh này livestream nhìn đẹp trai vãi cực. Được rồi. Mẹ đùa. Nhìn như hai giọt nước nhưng mà là nước sông và nước tinh khiết. Mà cay thế nhở? Ít ra tao cũng phải là nước lọc chứ. Con mẹ, nước ví tao như nước sông và nước tinh khiết là như nào? Thằng Phúc này. Tao hơi bực thằng Phúc rồi đấy nhá. Thằng Phúc mày đi chơi hơi xa đấy nhá. Mày đi gần lại vào. Cậu đấy mà em đi xa như vậy ấy. Không hiểu kiểu gì. Nay 500 anh em mở tiệc mừng thành viên mới gia nhập Welcome Pro. Còn mãi á mè. Tóc đẹp như thế mà nó bảo là 500 anh em mở tiệc chứ. Không hiểu kiểu gì. Fuck. Trông hai kiểu tóc nó có sự liên kết gì với nhau không? Thế nó mới đau đầu chứ. Tiệc tóc này chắc chắn là không có mặt tao. Tóc tao màu trắng, còn tóc mọi người màu vàng, nhá. Này thấy ai cũng chê tóc Adep, thấy thương Adep quá e là e theo mọi người. Tóc anh như lờ vậy. Kìa. Vẫn chơi hoài.
ảo thật đấy. Đi ăn ngồi gần mấy ông chủ có cặp mắt hơi đáng sợ kiểu ô kìa, anh này anh nào ấy. Không, trời ơi, anh thì trông chiến đấy cơ mà. Sao trông mặt tôi trông không thể cáp lúc nào mà kiểu, mà kiểu đẹp dai một xíu được à? Hả? Trời đất ơi, không thể cắt lúc nào mà đẹp trai hơn một xíu được à? À rơi, anh toàn đồ đạc á, tóc đẹp á. Trời ơi, tôi nói thật với các bạn là đây nhá, cái tóc này tôi để nó không khác gì cái tóc này cả. Do góc chụp có khác màu trắng với cả màu đen là một cái thứ hai ra có một cái nữa, cái này nó khác nhỏ một tí là cái này nó có uốn phồng chân tóc. Thế thôi, tại vì ngày xưa tôi uốn phần phồng chân tóc nên tóc nó mới đứt đấy. Ngày xưa tôi uốn 5 lần 7 lượt đấy. Ừ, nhưng mà nó màu đen thì đẹp. Trời, công thức như nào nó mới xanh chín. Ơi, phải là người yêu thật chứ sao vậy? Người yêu thật thì kiếm đâu ra? Yêu thật thì gọi cho Thanh Thanh. Trời đất ơi, mày không nói anh đủ má mặt đầm của chị Trân quá. Y là nó cũ nhưng mà nó vẫn là người yêu mà, người yêu cũ. Chó. Ảo thật đấy. Gì đây? Tóc như cái nồi cơm thiêu. Cơm. Chỉ mẹ mới thấy không có vẽ cả chuyện. Tranh lại mấy thằng tên Đức này. Ảo thật đấy. Cảm ơn TFESN đó. Tóc như cái nồi cơm thiêu. À sao ấy nhở? Tại đầu bìu nhúng sơn. Ảo như là ngày đó. Fast food dữ dại. Uầy, cái mạng thề đéo phải bằng cái máy của tôi đâu, bây giờ nó bị ngắn đấy. Ừ, đúng ta. Với cả kiểu form đầu của nó đẹp hơn, mặt nó đẹp như thế này cơ mà, góc cạnh như thế này cơ mà, đầu tôi tròn vo. Nó là tớ đấy, cậu định bảo gì? Đức cốp đây à? À, tạo logo à? Cốp à? Nào, thật đấy. Nằm lốp nha. Không nói nhiều nhá. Anh có muốn đổi tên không anh? Không Nam nhá. Anh nói thật với em mà anh đang rất cảm thấy anh rất là vui vẻ với cái tên hiện tại của anh bây giờ. Chứ hàng ngày ví dụ như nhưng mà anh lại kiểu mà em đọc được cái tên này thì mà anh sợ lắm em ạ. Dã man thật. Đây này. Việc mà mỗi sáng ngủ dậy như kiểu chiều nay anh vừa trêu ông anh xong tự nhiên tên tôi không được chấp nhận xong anh tới cũng cực luôn đó em. Trời ơi. Mẹ không hiểu luôn. Không cái đấy tay thoải mái không bị làm sao. Ờ anh rén thật. Anh nói luôn cưng à. Nói luôn. À mếu luôn. Chứ anh đừng buồn, tóc anh xấu vãi cả bìu ơ nhá. Ít cò ma mẻ. Éo hiểu kiểu gì. Đấy mà em. Cái gì? Đổi tên thầy Onip đi em á, sao lại đổi tên thầy Onip? Mà sao? Uầy. Mà không biết là để kiểu tóc này anh em phải quay cái top ấy chứ nhỉ. Phải quay top ấy chứ nhỉ. Cậu muội á. Cậu muội chắc cậu muội bảo là xem có vào Minecraft không hay sao ấy. Muội quan tâm phết đấy. Gì đây? Cô thỏ nhỏ hun đép là ai vậy mọi người? Sẽ là Rambo. Trời ơi. Đang xem người yêu của anh không? Ôi cái này xem hoài. Cú cuội rồi á. Ơ kìa. Cái ca mạ mà như thế nào nhỉ? Nếu mà đây là Rambo thì bóp lưng là phải bật nhạc chứ. Đúng không? Ví dụ mà đây là phải là Lâm Đình Sao thì bóp vai là cũng phải bật nhạc chứ. Trông không giống Rambo thế nào ra không chứ. Fuck. Ôi giời ơi. Để
đúng là vua thể và không quan diễn cả ngày ngại. Và hãy lìn thề tôi đúng là không có năng khiếu làm diễn viên không ạ. Holy shit. Sad boy á. Ủa nhưng mà công lúc đầu công nhìn cái ảnh này công tưởng thật. Thật ra chị Thỏ Ngọc là Trương Anh Ngọc. Chị Thỏ Ngọc là Trương Anh Ngọc á. Tóc anh đẹp bằng 1/10 A Bần. À thì tất nhiên trời ơi. Đầu anh Ben ấy hơn mà. Đầu tôi kiểu tròn vo lúc đầu tôi có nghĩ là toàn mấy ghép cái quả ảnh trông vá lồn. À bán bổ thế nhở. What the fuck you mean?